Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn tập đoàn Continental, cảm ơn Ban Auto, các đối tác và tập thể cán bộ công nhân viên công ty Bạch Đốt đã hết sức nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình xây dựng cửa hàng mới. Cùng với sự hỗ trợ sâu sắc từ tập đoàn Continental và sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ công nhân viên công ty Bạch Đốt, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành sứ mạng đặt ra trở thành trung tâm dịch vụ lốp xe và dịch vụ ô tô hàng đầu tại thành phố Vĩnh Yên và khu vực phía Bắc. Bye.